bạn thân mến, chúng ta đang có mặt ở đây là bãi biển ruộng muối thuộc khóm 7 phường An Thới, thành phố Phú Quốc. Khu vực này hiện là một công trường đang trong quá trình thi công. Ở phần mặt biển thì chưa sử dụng đến nên vẫn để cho bà con Phú Quốc nuôi ốc hương ở đây. Còn đến bãi biển này thì mình sẽ tìm đến nhà của anh Út Mập để tìm hiểu về kỹ thuật nuôi ốc hương như thế nào nhé. Anh Út thì cũng là người địa phương ở đây. Những căn nhà này thì chỉ có tạm thời để ở nuôi ốc hương các bạn. Anh Út cũng nuôi nhiều gà độ mã đẹp đẹp trong đây. Chiều uống trà vui vẻ. À, mình cũng ở đây nhiều năm nhưng nghe nhiều người ta nói anh là cũng có nhiều kinh nghiệm về vấn đề nuôi ốc hương á. Thì anh có thể cho là khán giả là xem qua màn ảnh nhỏ có thể biết chút ít về kỹ thuật nuôi ốc hương có được không ạ? Thì được mà anh em đây nuôi này, nuôi năm nay cũng 7-8 năm rồi. Như một thời gian định điểm rồi cũng kiếm ăn cũng được. Làm cũng y như mình đi làm mướn ở ngoài mà nó khỏe hơn nhiều lắm đây. Mà nhưng mình làm cái tiền vốn thì cũng không có nhiều, cũng vài trăm triệu à. Đó, rồi mình làm ăn thì mấy đỡ lên rồi sao mình nuôi cũng được được nhiều hơn. Như mình ở Phú Quốc, khu vực Phú Quốc mình ở đây, mình bắt ốc giống ở nơi nào nó? Đây anh bắt ốc, bắt ốc giống ở Nha Trang, Bình Thuận, ở ngoài gửi máy bay vô. Nha Trang Bình Thuận. Mình chuyển gì lên máy bay, mình ra chân máy bay mình lấy chuyển gì đây mình nuôi. Nuôi thì cũng thức ăn thì cũng cho ăn nhỏ thì ăn tép, ăn tôm, còn lớn thì cho ăn dậy, ăn cá. Rồi theo anh nuôi mấy năm nay về vấn đề đồng lãi thì có thể là tiếp tục phát triển nữa có được không ạ? À? Được, đồng lãi nó phát triển cũng khá đó. À đây cũng cảm ơn anh vậy nha. Rồi ok. Mấy gà đẹp đẹp không luôn đó kìa. Hiện nay thì ở Phú Quốc có khoảng 50 hộ dân sinh sống bằng nghề nuôi ốc hương chuyên nghiệp với tổng số lồng bè khoảng trên dưới 400 lồng bè như thế này nha các bạn. Được tập trung ở các bãi biển có độ dốc thấp như ruộng muối, cầu xấu, bãi bổn, rạch phẹm và gành dầu. Món đặc sản này hiện ở Phú Quốc cung vẫn không đủ cầu nha. Đây là một cơ hội tạo thu nhập khá tốt cho một số bà con địa phương. Ở Phú Quốc có địa danh ruộng muối là vì sau những năm hòa bình, có một công ty của Nga đã thuê đất dài hạn ở đây để thành lập nông trường sản xuất muối. Sau một thời gian sản xuất thử nghiệm thì năng suất muối đạt không cao nên họ đã tự hủy hợp đồng. Người dân ở địa phương Phú Quốc thường hay gọi nơi đây là ruộng muối. Và đến nay đã trở thành một địa danh này các bạn.